Hello. Lấy điện thoại là hello đó. Hello. Mình đi thứ năm chứ. Nó học từ 7:30. Mấy giờ rồi?
Không hái đúng không? Đâu có sợ đâu, nghe tới là chạy mất dép, không cần nói luôn, không bao giờ đánh chỉ đánh vậy. Đứa mới hai chứ còn đánh là nó sợ là chuyện bình thường, không đánh sợ mới hai. Ông nhìn không là chưa đau đến đi đâu. Đau mà em cũng đau chị cũng là quá lì. Bị quang đô rồi chị. Hay đi nặng nặng quen không vậy? Không tùy, có người nặng mấy năm rồi mà lần mô tới cũng cũng một kiểu quéo quéo người chịu đau được nặng xương. Không dám nặng luôn. Không có lòng động lực để mình làm luôn. Chưa gì làm cho mình làm đau được. Mà đau thiệt mà.
được nhiều đồ chưa Lai? Dạ. Thế là em xác định về là em về chợ em sao? Em đi làm hay là em ở? Em làm dạo có, em sắm đồ lần lần có. Cái bữa nay em sắm lần kìa. Bữa nay em về là về luôn đó, em cũng gói về đó. Em về mùng 4 ra làm. Ai cho ra ra? Tưởng đi đi vô vô à? Một khó đó. Đâu phải cái chợ đâu mà ưng đi vô vô ra ra. Những cái về em về luôn, em về mùng 4 ra làm. Ra là mới nộp tiền lại cho ta. Là nộp tiếp 10 triệu vậy thôi. Làm biết sao đi học mà ái đi. Trừ là đưa 2 triệu không nhận là nữa. Mày quá. Tao đánh lỗ quá. Chính xác là rút kinh nghiệm nha.